Trái tim không thôi. Anh cũng không biết lý do tại sao người đấy nghĩ như vậy. Thì anh cũng không ý kiến gì, anh cũng là hay là muốn mọi người biết tối nay. Ngày mai đi. Em có thấy ngại không? Ngại với ai? Với mọi người hay là ngại với Phong? Anh không ngại thì em ngại. Không, anh không nghĩ vậy. Đối với Hùng thì cho mình những rung động về sau khi mà tiếp xúc với nhau thì cảm thấy Hùng hợp tính với mình, nhưng mà bên cạnh đó hơi có một chút trẻ con. Tính cách của anh á, nhiều lúc thấy trưởng thành như ông cụ non, nhưng mà bên cạnh đó cái tuổi anh còn nhỏ cho nên anh cũng còn một chút ngây ngô của tuổi trẻ, đúng không? Chứ đâu có trưởng thành hoàn toàn được. Kiểu người ta hay nói là dở dở gương ấy. Được. À, không, cái này gấp thang mà. Bỏ vô gì? Cái này anh phải để mấy ngày vậy thôi, bữa ngay từ ngày đầu tiên làm đi để ngâm tới ngày nào. Ủa, biết mình ở được tới ngày nào. Hay là xách vali giữa đêm đi về. Trời má. Em nói là nói chung cho mọi người thì anh mọi đâu, người ở đây anh đâu, anh mà à anh dạ anh đâu biết anh sắp vali về giờ nào. Cũng rất là cảm ơn vì mỗi tối Phong có một tí trục trặc với mọi người, tỏ thái độ rất là xấu, nhưng mình cũng hiểu được cái tính cách. Nếu mà ngoài cuộc sống, nếu mà có mà ai đó làm hại hay là ảnh hưởng, hay là ông ấy có một tí gì khó chịu thì cũng sẽ nói ra ngay. 100%. Nè, hết sớm vô ngủ sớm. 100%. Anh thưởng thức luôn mà. Vô. Hai đứa này không có tách hai đứa này ra, ra tôi đứng giữa. Cái gì vậy trời? Ra tôi đứng giữa không? Một, ba. Một, hai, ba. Vô. Người ta tình cảm vậy mà cứ tách hả? Mày đâu có ngủ đâu. Thức luôn hả? Thức luôn. Trời ơi, thôi ngủ, cho tôi ngủ. Chết ạ. Tôi nói nha, trời ơi, tôi tách ra cỡ nào cỡ ai mãi cũng sáp lại với nhau. Ủa anh, với chương trình này của em mà. Ngày mai em sẽ làm cho mọi người đỡ bất ngờ hơn. Còn nghe em ơi, tôi không ngờ phiên bản đặc biệt. Cái gì nó cũng đặc biệt. Kìa. Ôi không, cái gì vậy? Phải lên đâu? Hôm nay củ khoai của Thanh. Ủa em làm gì vậy? Đó, hồn hồn nằm với phòng khách á. Yếu quá vậy? Tỉnh đi. Hồn không có được. Sao nha? Không muốn dồn. Dậy. Người ta có lý do đó mọi người. Dậy. Vì chị không có thích đó là say bát bí bí tị như vậy. Tại vì còn chơi mà chị không thích bị tức một người đâu. Gom gọn mấy cái đó lại giùm anh hết nha. Đi làm thụ mọi người. Ok. Đứng đây. Nằm ngủ. Có một cái điều đặc biệt muốn giới thiệu với mọi người. Đây là con trai của anh. Chọn một người thì em sẽ chọn ai? Em chọn anh. Nói cho nó chết, nó chết. Nói được chưa? Tao chết á. Yeah, she's very handsome. Anh hết tình không? Mơ tự nhiên hả? Tao ngồi cái đây. Đó, thấy chưa? Bây giờ sao? Anh đánh chỉnh nha. Đó là cách để Hùng đánh lạc hướng mọi người. Trung Anh với lại Chân Lớn. Ngày hôm nay chắc chắn ai cũng biết họ sẽ chỉ còn một đêm duy nhất ở bên nhau. Và càng gần về cuối hành trình tình yêu, họ càng gấp rút chạy đua với cảm xúc của mình. Liệu rằng có lời yêu nào được lên tiếng? Với trẻ em hả? Ổn không? Hôm nay anh khô mau quá, gia đình anh nói gì cho anh? Gì anh? Có gì không nói thì em biết nha. Gì ghê vậy anh? Dạ, giới thiệu. Hả? Nhiều khi vì nó mà tụi em sẽ chọn anh. Ủa thiệt luôn hả? Trung tiệc chưa cuối mà. Không, giỡn đem cái chơi gì? Dạ. Ngay nha. Gì anh ơi? Anh giỡn nha, không ghê quá trời. Mặt khuất mày vậy.
Trời mọi người ơi, đặc biệt quá nè. Mọi người ơi, ở đây có một cái ghế trống. Đây là phiên bản chiếc ghế trống. Ghế mini này, cái ghế này chỉ có một nít mới có thể ngồi thôi. Em biết à, nhà anh nuôi động vật cái gì. Tí anh khoe mọi người với em, mấy em con gì với gì. Khoe cái gì? Hai bé anh. Hôm nay sẽ có một điều bất ngờ cho em Duy đó mọi người. Em có một cái điều đặc biệt muốn giới thiệu với mọi người trong ngày hôm nay. Anh xin giới thiệu, đây là con trai của anh. Con trai của anh. Đâu? Đâu? Ghê quá hả? Đâu? 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 Anh, con trai của anh lên rồi. Mọi người không thấy hả? À? Con trai cưng của anh. Chào các cô, các chú, các con. Trời ghê quá. Sao mình vẫn chưa có cái dịp mà ngồi kể chuyện ma cho nghe đó? Xin phép bỏng mặt. Sao vậy? Sợ. Em hồi đó em phải nhập viện vì cái đó đó. Ghê à? Làm nằm sao? Viện một tháng. Tới chiều nha, là bị đau đầu. Buổi sáng thì không sao nha, cứ chiều với tối là bị kiểu như là bị điên lên á, đau đầu rồi. Giờ người còn không anh? Tự nhiên điên điên á. Giờ còn không? Dao dao mà anh có dùng dao không? Em cất rồi. Anh bị điên lên ghê quá. Nó cười với em đó. Không mà không đâu. Nó mang rồi. Chân em nói gì vậy? Em nói chuyện con Duy nè. Ôi trời ơi. Hoài à. Con ơi, gì không có ý gì đâu nhanh đâu. Rồi ghê quá. Nó em không thích nó rồi, đừng có nhục. Đừng có coi. Đó. Bỏ nha, không có chơi mấy cái đó nha. Mình đang ở chỗ lại, đừng có nhẫn giỡn mấy cái này. Mình kể một câu chuyện như thế được, nhưng mà đừng có lấy một cái vật gì đó để mà mình giỡn. Từ đầu hành trình tới giờ, có vẻ Bích Trân là người mà các chàng trai trong nhà chung ít có cơ hội được hẹn hò nhất. Thế là sau bữa trưa, các chàng trai đã lên một kế hoạch bất ngờ dành cho cô nàng. Bà tái kìa. Chẳng thức tha. Trời ơi. Hello chào. Hello. Xin chào mọi người. Rồi mấy bạn cởi kính ra đi, em nhìn mặt đi. Quên, bối rối quá anh quên. Ôi rồi sao hôm nay mọi người gặp em mà ba người luôn vậy? Thật ra anh thì cũng chẳng có gì để nói mà anh cũng chẳng biết nói gì. Vậy anh đi theo làm cái gì? Anh đi theo là cầu nói kha. Anh mà không có anh là hai ông này không có nói gì luôn á. Anh hơi nhầm rồi nha. Ok. Anh có thể rút khỏi cuộc nói chuyện này ngay lập tức. Trời ơi chưa. Mấy anh okay, em ngồi nói gì chứ rồi, có xin nhanh gì chứ không? Khi mà Duy đề nghị cuộc hẹn mà có ba chàng trai, tự dưng lúc đó mình cũng hơi là ngạc nhiên, tự dưng ba người gặp riêng, không biết có chuyện gì. Thì cái lúc mà ra thì Duy mới bảo là anh đi để ra làm cầu nối thôi. Nhưng mà thật ra là mình biết là trong phòng mọi người tâm sự với nhau các thứ. Thì Duy cũng biết Trung Anh và Trung Hùng cũng có tình cảm với mình. Và có thể Duy nói chuyện hoặc là lồng ghép mọi người như thế nào đó để kêu là nếu như muốn rõ ràng thì thôi đi gặp đi. Để anh rủ nguyên đám đi gặp và anh ngồi đó kiểu như hai đứa không biết nói chuyện gì đúng không, ok anh đi anh sẽ hỏi và anh sẽ chạy, anh sẽ nói ra những cái khó nói của hai đứa cho Trân nghe. Dạ chưa nói chuyện nhiều đúng không? À Trân là cô gái duy nhất đây nên là Trân đúng rồi. Thử chia sẻ một số thứ nào. Thật ra cái người mà chưa nói chuyện nhiều á trong mọi người á là thật ra là anh với Trân Béo là ít nói chuyện nhất, nhưng mà anh thấy anh với Trân Béo cũng chẳng có gì để nói. Tại sao? Tại sao không? Không có gì để nói. Anh cũng không biết nữa. Anh với Trân Béo có một cái khoảng cách. Ban đầu thì nhìn cũng thấy ấn tượng bởi vì Trân có thể nổi trội nhất trong bốn bạn. Nhưng mà về những ngày sau thì thấy cái sự thoải mái của Trân đó cũng là một cái điều hay. Nhưng mà với anh thì đến với chương trình là tìm một nửa của mình thì anh thấy cái sự thoải mái đó nó không hợp với anh. Và anh không chọn Trân Béo là mục tiêu. Nên anh cũng không có tiếp xúc nhiều, anh cũng không có đến gần nhiều. Còn anh sao? Lúc đầu vào anh cũng ấn tượng với em. Và cái ấn tượng ấy cũng đi suốt trong hai ngày đầu tiên. Hai hôm sau em về lại Sài Gòn. Thì lúc em lên lại Phan Thiết thì em vẫn giữ cái ấn tượng đấy. Hôm qua hôm nay thì vẫn thấy cái ấn tượng này nó như thế. Vẫn là một cô gái rất là hòa đồng, thân thiện. Có thể thoải mái nói chuyện và hoạt động cùng mọi người. Thì anh rất là thích cái điều đấy. Còn không biết em nghĩ về anh và những bạn trai khác trong nhà như nào? Khi mà nghe tin mấy bạn nữ kia thích Hùng nữa thì em cũng vui. Tại vì với em thì Hùng vẫn chưa phải là người mà có thể vượt qua cái chuyện nam nữ để mà yêu nhau. Thà là em nói trước, nói rõ như vậy thì để cho em với anh có cái thoải mái, để không có bị ái ngại khi gặp nhau. Chứ em không có muốn dở ngương là không rõ ràng với anh. Còn về chúng anh đó thì có một cái độ chuẩn nhẹ nhẹ vừa vừa, nói chung là cũng đầm tính so với bốn bạn. Thì em cũng thích điều đó và em cũng có thiện cảm tốt với anh. Thế còn anh Duy sao?
ảnh là giống như là một cái gì đó mà khơi lại trên cái nhóm này. Thật ra là em tinh thần trường nhóm đúng rồi, kiểu anh trai cho đàn em hơn là người yêu, tại vì thật ra cái gu của anh nó cũng hơi sai sai với em, cái gu của anh nó cũng hơi lệch lệch so với đó giờ em quen. Đó giờ em quen không có vậy. Nhưng mà thật ra bởi vì chính vì điều đó anh cũng không muốn mất thời gian phải tìm hiểu ngay từ ban đầu. Nếu như giả dụ một trường hợp chỉ còn lại 8 người chúng ta trên hoang đảo này thôi. Oh, em thích câu này. 4 cô nữ hả? Thì chúng ta sẽ chọn ai? Em vẫn quyết định để ngày cuối cùng. Đúng là chót thiệt luôn á anh. Hùng chót. Quyết định cũng chót. Em phải để đúng cái name của em. Em sẽ chọn ai? Em sẽ chọn về chân. Em sẽ chọn về chân. Em chân nhỏ hả? Không, chân. À. Ừ. Còn nếu như em chọn một người thì em sẽ chọn ai? Chọn một người thì em sẽ chọn ai? À hả? Em chọn anh. Em chọn anh. Dung anh. Dung anh. Ờ. Dung anh biết bơi. Dung anh sẽ đi bắt cá được cho em. Cuộc hẹn là có kết quả rất là tốt. Và kết quả cũng rất rõ ràng. Trân cũng đã từ chối thẳng thừng Hùng. Bởi vì Hùng không phù hợp với Trân. Còn Trung Anh thì nghĩ lâu sẽ có cơ hội với Trân. Thôi chúng ta phải dừng cuộc trò chuyện đây được không? Hả? Đủ rồi đấy. Đủ rồi đúng không? Ờ. Ừ. Sao đủ rồi hả? Đối với anh. Ừ. Đối với anh hả? Dừng cái câu đó thôi hả? Ừ. Thật sự là cảm thấy khá là xao xuyến và có hơi phần rối rắm một tí. Không biết trả lời thế nào cho nó phù hợp. Mình rất thích cái câu trả lời của Trân. Với câu trả lời không chút do dự của Bích Trân, có vẻ Trung Anh gần như đã an tâm hơn với mục tiêu tình cảm của mình. Cứ ngỡ đây là tín hiệu vui khi một cặp đôi mới được gắn kết, thì ở một diễn biến khác, có một cặp đôi vẫn hoài khắc khẩu lẫn nhau. Thợ săn chỉ có giết thôi, thợ săn chỉ có bắn thôi. Có. Ủa chẳng lẽ bắn đêm đó chết liền? Thợ săn không phải là chị, nó sói. Giống như sói vậy hả? Nó có thể bắn trúng sói, có thể bắn trúng vật lạ. Không có, thí dụ là chỉ là ghim anh thôi. Ví dụ em là thợ săn, em ghim anh. Sáng mai em chết, anh chết theo. Rồi. Ví dụ em ghim trúng sói cũng kệ em, đêm nay em không chết thì sói không chết. Mà sói có chết không? Không. Vậy thợ săn tào lao vậy, ghim để nó chết chung với người ta. Ừ. Thì bị khùng cái gì? À. Vai trò vậy là bị khùng. Tự nhiên ghim để chết chung với người ta là bị khùng không? Trời đất ơi, thì nó nghi thằng đó là sói, nó ghim thằng đó. Nói nghiêm đó rồi sói chết nó chết theo. Không, có nghĩa là sói giết nó thì sói chết theo nó, anh hiểu không? Đó, tự nhiên nó chết, nó ghim để nó chết, em hiểu không? Tụi em đang giải thích cho anh vai trò thợ săn là ghim để chết. Nhưng mà nếu vậy là nó giống tính sói. Chẳng lẽ em phải về thôi giết người này giết không, người kia. Không, nhưng mà thợ săn nó bắn sói. Thợ săn là nó bắn là... sói. Không có bắn. Không có bắn. Thợ săn là bắn. Trời, tự nhiên thợ săn ghim để chết, đợi chết. Tự nhiên nó ghim nó cái nó chết, cái mình chết theo. Nói được chưa? Tôi tức á. Cái gì? Tôi tức á. Thôi khỏi tức. Thôi đừng tức đi về. Tự nhiên bà thợ săn bán. Sao cái chương trình này bà vô duyên không? Mấy bạn vô comment trong cái video clip này giùm tôi là tôi nói đúng hay là anh nói đúng nha. Nếu mà anh nói đúng thì làm ơn vô Facebook của anh report giùm tôi. Cô bé này rất là trẻ con và có nhiều cái rất là đối lập với mình. Chắc là sẽ không phù hợp với mình. Nhưng mọi người thì ngược lại. Mọi người thì luôn nói hai thái cực như vậy kết hợp lại với nhau nó mới ra được thành một cặp đôi. Chẳng hiểu. Ngày trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đã đến đêm cuối. Các thành viên trong nhà chung tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tiệc nướng ngoài trời. Và có vẻ đằng sau sự hân hoan và nụ cười tươi vui thì bên trong mỗi người đang chất chứa những nỗi niềm và tâm tư khác nhau. Có người thì giữ kín cảm xúc cho riêng mình, có người chọn cách giải bày cùng người thương. Hoa này anh làm á hả? Ừ, đẹp không? Đẹp. Set up mãi đó. Dạ. Anh có đi hẹn với chị Trân hả? Cái đấy là do anh Duy với lại anh Trung anh ấy. Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi, không thật ra ai đó. Tại vì anh có gì không muốn bị hiểu nhầm. Gặp có chuyện gì vui không? Thì anh bình thường, không có gì gọi là đặc sắc. Còn anh Trung thì cũng gọi là được chân và đèn xanh. Cái hôm mà ai tặng cho em hay em vẫn đang thắc mắc cái đó hả? Đúng rồi, ấy anh đâu vậy? Không, anh không phải anh đâu. Anh biết nhưng mà anh không biết nói sao ấy. Cứ im vậy nên mọi người tưởng anh
cái ý định đấy anh cũng biết là biết đâu là nhưng mà anh không biết tại sao ngân trái tim không thôi. Anh cũng không biết lý do tại sao người đấy nghĩ như vậy. Thì anh cũng không ý kiến gì, anh cũng là hay là muốn mọi người biết tối nay. Ngày mai đi. Em thấy ngại không? Ngại với ai? Ngại với mọi người hay là ngại với Phong? Anh không ngại thì em ngại. Không, anh không nghĩ vậy. Đối với Hùng thì cho mình những rung động về sau khi mà tiếp xúc với nhau thì cảm thấy Hùng hợp tính với mình. Nhưng mà bên cạnh đó hơi có một chút trẻ con. Tính cách của anh á, nhiều lúc thấy trưởng thành như ông cụ nơ. Nhưng mà bên cạnh đó cái tuổi anh còn nhỏ cho nên anh cũng còn một chút ngây ngô của tuổi trẻ. Đúng không? Chứ đâu có trưởng thành hoàn toàn được. Kiểu người ta hay nói là dở dở ngương ấy. Được chứ. Không, cái này gấp thang mà. Bỏ vô việc. Cái này anh phải để mấy ngày vậy thôi, bữa ngay từ ngày đầu tiên làm đi để ngâm tới ngày nào. Ủa, biết mình ở được tới ngày nào. Hay là xách vali giữa đem đi về. Trời má. Nè, không đó. Em nói là nói chung cho mọi người thì anh mọi người ở đây uống anh mà. À anh dạ. Anh đâu biết anh xách vali về giờ nào. Cũng rất là cảm ơn vì mỗi tối Phong có một tí trục trặc với mọi người, tỏ thái độ rất là xấu, nhưng mình cũng rất hiểu được cái tính cách. Nếu mà ngoài cuộc sống, nếu mà có mà ai đó làm hại hay là ảnh hưởng, hay là ông ấy có một tí gì khó chịu thì cũng sẽ nói ra ngay. 100%. Nè, hết sớm vô ngủ sớm. 100%. À, vô. Hai đứa này không có tách hai đứa này ra, ra tôi đứng giữa. Cái gì vậy trời? Ra tôi đứng giữa không? Một, hai, ba, vô. Người ta tình cảm vậy mà cứ tắt. Hôm nay đâu có ngủ đâu. Thất luôn hả? Thất luôn. Trời ơi, thôi ngủ, cho tôi ngủ. Chết ạ. Tôi nói nha, trời ơi, tôi tắt ra cỡ nào cỡ. Ai mãi cũng sáp lại với nhau. Ủa anh, với chương trình này của em mà. Nghe mà, em sẽ làm cho mọi người đỡ bất ngờ hơn. Còn nghe mà. Tôi không ngờ phiên bản đặc biệt. Cái gì nó cũng đặc biệt. Kè. Ôi. Không, cái gì vậy? Phải lên đâu? Cơm hôm nay củ khoai của Thanh. Ủa em làm gì vậy? Hồn hồn nằm với phòng khách á. Yếu quá vậy? Tỉnh đi. Hồn không có được. Sao nha? Không muốn dồn. Dậy. Người ta có lý do đó mọi người. Dậy. Vì chị không có thích đó là say bát bí bí tị như vậy. Tại vì còn chơi nè. Mà chị không thích bị tức một người đâu. Gom gọn mấy cái đó lại giùm anh hết nha. Đi làm phụ mọi người. Ok ok. Ta là đứng đây nằm ngủ. Rồi. Em bưng hai cái này. Ủa rồi em bê cái gì? Nè bưng nè. Bưng nha. Đi. Đây. Nè cho em đi. Anh lau bàn. Anh lau bàn. Anh ơi. Anh em. Đêm nay, ai cũng có quyền được vui và ai cũng đều có quyền được là chính mình. Đặc biệt hơn, sự xuất hiện bất ngờ từ sự hiếu kỳ của một vị khách nước ngoài dành cho các bạn trẻ trong Love House càng làm cho đêm cuối trở nên vô cùng thú vị. Yo, 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 cheers! Yeah, thank you! Yeah! Ông nói tiếng Anh và tiếng Mỹ vậy? Mình mời chị có thể nhìn trong tất cả những người mình và chị chọn đâu là cặp. Yeah, yeah! Okay! Hello! Hello you! Các bạn có thể giới thiệu tên rồi để tôi nói tiếng Anh với chị. Okay, so... thank you for joining us today for the reality show. For the love TV show, so we have four girls and four men here. Maybe you don't need to know our name because too much you can't remember. Trời, bạn nói tiếng Anh cũng giỏi vậy. But you can choose who is the couple. Yeah. Right? Yeah. You can see everyone. Yeah. Giống kiểu cây bói á mọi người. Cây bói. So you like a fortune teller? You like a fortune teller? Yeah. And you. Wow! Wow!
okay. So, I'm sitting here. I want to know the reason. I'm a feel. Yes. What? It's just a feeling, right? It's just a feeling. Mm. Oh. Yes, you're very handsome. Yeah. No, what? Yeah! Yo, you please, sit here. Yeah, okay, thank you. You sit here. You, very good. It's a feeling, man. It's just a feeling. You continue. In three. Maybe you and you. Yeah, wow. you okay? You sit down here. Gặp may hay như nào đấy thì cái sự sắp xếp đấy cũng khá là hay ho. Mình đang có cảm tình với người ta và mình muốn giữ cái mối quan hệ này để sau này tiếp tục tìm hiểu. Có thể thấy, kết quả từ màn suy đoán 4 cặp đôi của vị khách nước ngoài chính là cái kết lý tưởng mà hầu hết các thành viên đều mong đợi. Thế nhưng, với Minh Trân, người từ đầu tới giờ vẫn dành tình cảm cho Hùng, thì kết quả này chỉ khiến cô nàng thêm phần khó chịu. Nếu mà biết nói vậy nãy đừng thôi, đừng uống. Thì đó, em đã nói rồi là đừng có dồn, giãn giãn ra. Đó, đó. Sợ gì lắm nha. Anh. Anh luôn chuyên ngành đó. Trời ơi, gì vậy Hùng? Anh nghĩ là chỉ có 6 người chúng ta chơi thôi, hai cặp này đi lên đi. Đi lên đi. Ngồi vậy coi, một bà. Ngồi vậy coi, một bà. Tao, tao phải ngồi cái đây. Đó, thấy chưa? Bây giờ sao? Nên chảnh nha. Bực chết luôn nha. Chơi chơi không được thôi. Ảnh hưởng rất nhiều với mọi người, trong khi mọi người, tất cả mọi người đều ngồi ở đó nói chuyện chơi vui vẻ với nhau thì anh lại nằm ra, nằm vô, sau đó lại lên trên lầu ngủ. Thì mình cảm thấy là ôi, người đàn ông này không phải là mẫu đàn ông lý tưởng mình cho mình. Vì mình không thích một người đàn ông mà không có lập trường riêng, không có chính kiến, không biết kiểm soát bản thân mình như vậy. Cho nên là cảm xúc của mình nó không còn nữa. Thôi bây giờ anh nói đi, giờ anh phổ biến cho chơi đi. Bây giờ vậy nè, thật ra bé khủng long này rất là dễ thương. Nói mà ngại miệng vậy đó. Thật ra bé rất dễ thương. Được chứ con. Anh em. Anh đâu có đánh đâu. Em, anh sao anh cục xúc với tao vậy, con gái nữa. Nè, cho nó cắn. Để anh nói coi. Bây giờ chúng ta nghĩ ra một trò chơi như thế này. Dễ thương ha. Vậy. Nói anh hả? Giống chó mà đi trên xe hơi. Đó cũng mèo. Bây giờ chúng ta vậy nè. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta rồi. Thật. Biết. Cái gì? Ai không biết. Để anh nói. Cắt mít hai bạn này hết được bánh. Em chỉ muốn nắm con cá sấu thôi. Một hồi anh cho em nắm những cái khác thú vị hơn. Em không thích. Em thú vị, anh hứa. Nắm tay em mà em ngại lắm. Tao lấy con kia ra mày mới sợ đúng không? Con kia là con gì vậy? Anh chỉ với bạn. Một hồi đi biển anh sẽ cho em coi. Không có. Anh cho bé đó coi. Rồi ok. Luôn kìa. Để anh Trung anh chăm sóc được rồi. Rồi anh Trung hai chân. Không, em thấy anh an toàn. Thấy chưa? Anh không an toàn hả? Vậy còn Hùng sao hả em? Dạ. Hùng để câu Hùng sao? Chung anh là một người an toàn nha. Em cảm nhận được điều đó đó. Em thấy anh Hùng không có còn như gì. Vậy anh không có an toàn hả? Kiểu anh bị... Không, nhìn anh không an toàn. Tự nhiên nói mình không an toàn, mình bị hoang mang, mình thấy mình rất là an toàn mà. Muốn thể hiện mà không biết lượng sức mình á. Ở anh Chung Anh á, tại sao em lại thích anh Chung Anh? Ủa gì hả? Ủa mọi người biết em thích Chung Anh hả? Tôi kể hết rồi. Trời ơi, miệng tôi. Em có cảm nhận riêng của em. À vậy hả? Nhìn vào ánh mắt của người ta không nói lên được. Tại vì ngay lúc đầu khi hai người thực chất là, nếu mà người ta là cặp đối bí ẩn á, người ta đến với chương trình này á, người ta cũng giả vờ coi như là không biết nhau. Và thực chất là Phong nói lên được cái suy nghĩ của Phong là anh Trung Anh thích Trân Lớn. Và khi đó thì anh Trung Anh cũng nói là ừ, anh cũng thích Trân Lớn. Và Trân Lớn ngược lại khăng khăng là thích anh Trung Anh mà không phải là thích người khác. Ở Trân nhỏ thì là thích Hùng, rồi lại hôm nay là thích anh Duy. Tất cả mọi thứ người ta có thể thay đổi, nhưng ở cặp này vẫn giữ nguyên một mực quyết định của họ là yêu nhau. Thì Phong nghĩ đó là ý kiến của riêng của Phong thôi. Phong nghĩ đây là cặp đôi bí ẩn. Tại sao em lại thích anh Trung Anh trong khi anh thấy Hùng vẫn là được, vẫn ok? Thì đó là yêu đó. Mà đó có phải là yêu chăng? Mà sao bác anh nhưng mà yêu? Em yêu. Có cảm tình với anh Trung Anh từ khi nào? Thích yêu và mến nha. Okay. Thì đó ok ở anh. Ở Trung Anh á thì là em với cảm giác là mến trước, thích thì chưa hẳn là thích, và yêu thì chưa chắc chưa ha.
thì mến thì giống như hồi chiều mình cũng đã nói chuyện rồi. À, ý là 7 hòn đảo gì, 8 người trên một đúng đảo rồi, 8 đúng người rồi. Trên một hòn đảo. Hồi chiều nói anh chọn em đó. Ngoài ra thì cái đó là cảm giác, thì cảm giác thì không không giải thích được. Hồi chiều anh có nói anh chọn anh không em? Minh chứng, hồi chiều nếu 8 người còn trên hòn đảo, em sẽ chọn ai? Tôi chọn Phong. Nếu như mà chỉ còn lại 8 người chúng ta trên hoang đảo thôi, và chúng ta buộc phải duy trì và sinh sản để sống. Đúng không? Coi như là giải cứu thế giới đi. Đúng rồi. Thì okay. Anh nghĩ là một là anh sẽ chọn chân bé để cho gia đình nó vui vẻ. Sao sao thôi ngài. Một nhà vui là nguyên cả xóm vui. Cho gia đình nó nhộn để cho các em cũng nhộn theo. Còn hai nữa thì sẽ chọn Phong. Tôi chọn Phong. Anh không thích con trai hay con gái? Anh thích con trai hay con gái hả? Thực chất là có cảm xúc thì thích, có cảm xúc thì thích. Yes. Cảm xúc mình thôi, khi mà có cảm xúc thì mình yêu thôi. Thì cái chuyện mà trai yêu trai, gái yêu gái đó là chuyện bình thường. Và Phong nghĩ là Phong rất là thường xuyên gặp những câu hỏi này, nhưng mà tại vì vốn bản tính của Phong là Phong không hề ngại. Mình có cảm xúc thì mình yêu thôi. Đôi khi mình không hề nói trước được. Mình đã có cái cảm giác khi mà lần đầu tiên gặp Phong rồi là mình cũng có nghi Phong là thuộc LGBT. Ví dụ như mọi người xem thì mọi người sẽ thấy là Duy là người rất là Phong như thế nào, Duy đáp lại như thế đó, thì hai người sẽ có một cái tương tác gì đó mà mọi người nghĩ là có thể nào là Phong và anh Duy không, chứ không hề Phong và Hùng. Thật ra với anh vậy nè, với anh đơn giản lắm. Để cho trái tim đến được cái trái tim, cảm xúc đến được cái cảm xúc, là có cái gì cũng phải nói ra. Ăn hết em không? Mơ lên tình với em hả? Nếu mà anh có tình cảm với ai thì anh nói thẳng, đừng với em nha. Mới thấy anh ngược kiểu vậy. Anh nghĩ là mình ghét của nào thì trời trao của đó. Thực chất là anh Duy anh cũng có những cái lời mà tức giận với em, hay là những cái lời mà chỉ là chọc cho em vui thôi. Tại vì anh chỉ cần thấy em vui là anh vui. Em cứng họng rồi, mọi người đang tập trung câu trả lời của anh đó anh. Câu trả lời thứ nhất, anh có thích em. Nếu như mà chỉ còn lại 8 người chúng ta trên hoang đảo thôi, anh sẽ chọn chân bé để cho gia đình nó vui vẻ. Câu 2, anh sẽ không tỏ tình với em. Vì anh biết anh không phải là sự lựa chọn của em. Nếu như anh có tỏ tình với em, chỉ làm khó cho em thôi. Thật sự mình cũng rất là bối rối. Lúc đó mình không biết, mình không biết nói như thế nào. Thì mình chỉ nói cái cảm xúc thật của mình thôi. Và thật sự nếu như mà Trân không đồng ý mình á, thì chắc chắn cũng sẽ không còn ai đồng ý mình nữa đâu. Anh Duy đã nói như thế với em rồi, em phải cũng. Chị tình cảm nó không có thể nào mà ép buộc được. Em biết là anh Duy rất là tốt, anh là một người rất là ok với rất là nhiều người. Em rất là trân trọng cái tình cảm của anh dành cho em. Nhưng mà có nhiều thứ mình không có lý giải được. Anh hiểu không? Rồi, anh hiểu rồi. Vô các bạn. Chị đã biết từ chối ngay bước 1 rồi đó. Có đâu buồn, có đâu mà tức giận. Có đâu khóc anh. Trời ơi. Mình cảm thấy có một chút gì đó cảm động. Hiện tại thì tình cảm của mình dành cho Duy không thay đổi. Đối với mình, anh vẫn là một người anh. Mình tôn trọng cảm xúc của người anh của mình. Và mình cũng mong là anh tôn trọng cảm xúc của mình. Cũng cảm ơn anh vì đã dành cho em một tình cảm. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay là vắng mặt của Hùng hẳn hoàn toàn luôn ha. Đây cũng là một trong những cái mà anh cảm thấy hơi thiếu sót một tí. Mà không sao, nhưng mà trước đó Hùng đã vốn rất hết mình rồi. Tại vì thứ nhất là Hùng vẫn còn trẻ, thứ hai là Hùng vẫn chưa có uống nhiều, tức là Hùng vẫn chưa có trải qua nhiều á. Thì hả, Hùng sẽ anh cảm khác. Wow. Cái ly của em là ly cam không, là ly này nè.
Anh Duy ơi, thực sự ấy, nhưng mà chung ấy, không biết anh nghĩ như thế nào. Đối với bọn em ấy, anh kết nối. Đúng rồi, như là người kết nối. Là gì? Người kết nối. Xin lỗi, sai rồi nha. Nếu như ngày mai anh tỏ tình với em thì sao? Anh cười với em á. Em không nhớ hôm qua em nói cái gì nữa, nhưng mà thật sự hôm qua không nhớ luôn á. Tỏ tình với em thì sao? Anh cười với em á. Quả là một đêm dài với nhiều yếu tố đầy bất ngờ. Hùng và Ngân chắc chắn thuộc về nhau. Trung Anh thuận lợi tiến tới mục tiêu tình cảm của mình khi Bích Trân đã bật tín hiệu đèn xanh. Anna Quyên cho thấy mình ấn tượng và hiểu Phong hơn bất kỳ ai khác trong nhà chung. Còn về phía Nam Duy, sau màn công khai tình cảm với Minh Trân, bỗng trở thành một ẩn số khó lường. Đêm này có thực sự đã kết thúc hay vẫn còn đó những cảm xúc không ngủ? Hãy cùng đón xem diễn biến hấp dẫn ở tuần sau.